chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Cardovimed đã bị bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 nhân viên của một spa trên địa bàn để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Công an Đà Nẵng đã bắt quả tang hot girl Lê Thị Kim Hoa vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt một phụ nữ vì hành vi đăng tải thông tin giả mạo sai sự thật. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở tầng 2 của nhà hàng trên địa bàn phường 3 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Người dân phát hiện hỏa hoạn bùng lên từ tầng 2 nhà hàng trên địa bàn phường 3 quận 5. Những người xung quanh liền hô hoán, tìm cách dập lửa và kêu gọi những người bên trong nhà hàng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng chức năng dẫn nước vào bên trong để dập lửa. Lúc này, đám cháy bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Các lực lượng đã nỗ lực khống chế, không để ngọn lửa lan sang các khu vực xung quanh. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt một phụ nữ về hành vi đăng tải thông tin giả mạo sai sự thật. Trước sự việc mạng xã hội lan truyền thông tin nữ nhân viên của một tập đoàn lớn ở Thái Nguyên đã làm lây nhiễm HIV cho nhiều nam thanh niên, công an đã vào cuộc xác minh làm rõ. Công an tỉnh phát hiện một phụ nữ sinh năm 1986, trú tại thành phố Thái Nguyên, đăng tải bài viết trên Facebook với lời lẽ khiếm nhã, kèm theo hình ảnh của một phụ nữ và danh sách 16 nam giới bị nhiễm HIV từ người phụ nữ trên. Các nội dung trên chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật. Khi được mời đến làm việc với cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi đăng tải thông tin giả mạo sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng bài đính chính trên Facebook của mình. Công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Đối với nguồn phát tán thông tin sai sự thật trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng. Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Khắc Hải, trú thị trấn Quảng Lào, huyện Yên Định, Thanh Hóa vì hành vi chống người thi hành công vụ. Tại km 489 trên quốc lộ 1A thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, công an phát hiện ô tô đầu kéo do Đỗ Khắc Hải, trú tại thị trấn Quảng Lào điều khiển, lưu hành theo hướng Bắc Nam, có dấu hiệu chở hàng vượt quá trọng tải nên ra tín hiệu dừng lại kiểm tra. Bất chấp tín hiệu của lực lượng cảnh sát giao thông, tài xế Hải đã tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Khi tổ công tác huy động lực lượng, phương tiện đuổi bắt, tài xế Hải vẫn chạy, không dừng phương tiện, thậm chí còn đâm vào đuôi xe cảnh sát giao thông. Bỏ chạy tầm khoảng hơn 70 km, khi đến km 564+100 thuộc xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Đỗ Khắc Hải đã bị tổ công tác chặn lại và bắt giữ. Ông Võ Thành Tiên, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Cardovimed, đã bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, trước đó cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Ngô Văn Phăng, ngụ Cà Mau, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Cardovimed, cho tại ngoại đối với các bị can Võ Hùng Cường, nguyên phó tổng giám đốc công ty Cardovimed, ông Dương Văn Tường, nguyên kế toán trưởng công ty Cardovimed. Những cán bộ ngân hàng liên quan đến vụ án này bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, bao gồm 3 cán bộ một ngân hàng chi nhánh Cà Mau là ông Nguyễn Văn Khẩn, Trần Minh Đức và ông Trần Hữu Cường. 2 cán bộ ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh là Phan Đình Cường và Trần Thị Hồng. Còn 2 cán bộ ngân hàng khác đã bỏ trốn và đang bị truy nã là Nguyễn Hồng Cường và Lê Kim Hùng. Tất cả cán bộ ngân hàng nêu trên bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 nhân viên của một spa trên địa bàn để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan công an cũng đã khởi tố đối với chủ cơ sở và thực hiện biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Công an phát hiện tại một địa chỉ trên đường Võ Thị Sáu có hoạt động quảng cáo khám chữa bệnh vượt quá chức năng cho phép, đồng thời có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Chủ cơ sở thừa nhận nhiều tài sản của khách hàng bị giữ lại do nợ tiền dịch vụ. Cơ quan chức năng xác định cơ sở trên không được cấp phép khám chữa bệnh nam khoa, nhưng chủ cơ sở vẫn tiếp nhận chữa trị cho khách hàng. Máy móc tại đây đều được mua cũ lại từ các công ty khác.
các nhân viên kỹ thuật tại đây chỉ tập huấn sử dụng máy chứ không có giấy phép hành nghề hay bằng cấp để thực hiện các công đoạn như đã quảng cáo. Chủ cơ sở là người điều hành mọi hoạt động của spa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Công an huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mạc Văn Hưng, trú tại thôn Chi Chòe, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, và Nguyễn Ngọc Tuân, trú tại thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi vận chuyển hàng cấm. Lực lượng chức năng bắt quả tang Mạc Văn Hưng và Nguyễn Ngọc Tuân về hành vi vận chuyển hàng cấm. Vật chứng thu giữ gồm 320 hộp pháo có tổng trọng lượng là 461 kg. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Công an Đà Nẵng đã bắt quả tang Lê Thị Kim Hoa, 24 tuổi, ngụ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã phát hiện Hoa có nhiều biểu hiện khả nghi. Để che giấu hành vi phạm tội, Hoa tự tạo cho mình vỏ bọc là một hot girl, luôn xuất hiện trong các bộ trang phục đắt tiền và check-in tại những địa điểm sang trọng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đó là một nữ quái với nhiều phương thức hoạt động tinh vi, chẳng hạn như thay đổi nơi ở liên tục, mua ma túy từ các tỉnh phía Nam và sau đó vận chuyển về Đà Nẵng để bán lại cho những người ở Quảng Nam. Các trinh sát đã bắt quả tang Lê Thị Kim Hoa khi cô đang chuẩn bị giao 20 viên thuốc lắc cho một người nghiện đã đặt hàng. Khám nơi ở của Hoa, lực lượng chức năng thu giữ thêm 664 viên thuốc lắc cùng một số tang vật liên quan. Qua kiểm tra, Hoa cho kết quả dương tính với ma túy. Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn và áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc đối với các hành khách tung tin có lựu đạn trong hành lý xách tay. Áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc đối với hành khách ở Nhân Đức, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đi trên chuyến bay VN131 ngày 21 tháng 7 đã tung tin có lựu đạn trong hành lý xách tay trên máy bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hàng không dân dụng. Thời hạn bị cấm vận chuyển đối với hành khách này là 12 tháng, tính từ ngày 30 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2025. Thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc là 6 tháng, tính từ ngày 30 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2026. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài có chuyến bay xuất phát từ các sân bay tại Việt Nam không vận chuyển hành khách này theo thời hạn nêu trên. Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, khi chuyến bay VN131 còn khoảng 10 phút nữa sẽ cất cánh từ Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh, thì hành khách ngồi ở ghế số 28E tung tin có lựu đạn trong vali. Thông tin được tiếp viên báo với cơ trưởng chuyến bay. Lập tức cơ trưởng tạm dừng chuyến bay và báo cáo lực lượng an ninh. Công tác kiểm tra hàng hóa, người và hành lý xách tay, lục soát tàu bay hoàn thành nhưng không có lựu đạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng vừa tổ chức cứu nạn thành công một thuyền viên gặp nạn khi đang khai thác thủy sản trên biển. Ông Nguyễn Đắc Thanh, sinh năm 1964 ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, làm nghề khai thác thủy sản, đang đánh bắt tại khu vực cửa sông Văn Úc thì bị tức ngực, khó thở, lên cơn co giật. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Đoàn Xá điều động một xuồng và 4 cán bộ nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn. Tổ cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện và tổ chức đưa ông Nguyễn Đắc Thanh vào bờ. Sau khi được cấp cứu kịp thời, ông Thanh đã hồi tỉnh và qua cơn nguy kịch. Anh Nguyễn Thanh Tùng là con trai ông Nguyễn Đắc Thanh, viết thư cảm ơn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đoàn Xá đã kịp thời cứu hộ cứu nạn, giúp ông Thanh qua cơn nguy kịch. Công an phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời xác minh, liên lạc với thân nhân cụ bà Nguyễn Thị Ba, trú tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, bị lạc khi ra Quảng Ninh thăm người thân. Trong quá trình tuần tra, công an phát hiện một bà đang lang thang tại khu vực chợ Hà Khẩu trong tình trạng không minh mẫn. Công an đã tìm hiểu và cụ bà xuất trình một căn cước công dân của mình. Cụ bà cho biết mình bắt xe khách từ Quảng Ngãi ra Quảng Ninh đến nhà người thân chơi, nhưng không biết cụ thể địa chỉ nên lơ hoay đi tìm và bị lạc. Do cụ bà không có điện thoại, không liên lạc được với người nhà, nên công an phường đã đưa về trụ sở để tìm hướng giải quyết. Qua phối hợp xác minh với công an xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng công an xác định được bà cụ là Nguyễn Thị Ba, trú tại thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Võ Thanh Điền, sinh năm 2001, là cháu bà Ba, đang ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, đã đến trụ sở công an phường Hà Khẩu đón bà Nguyễn Thị Ba và gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường Hà Khẩu và
và công an xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.